Linh cữu của ký giả Nhật Bản được đưa về nước nhà, tên từ Gaziantep. Thi hài của nữ ký giả Mika Yamamoto bị chết tại thành phố Aleppo trong ngày thứ ba đã được trao cho chồng và cũng là đồng nghiệp là ký giả Kazukata Sato để đưa về Nhật Bản. Lễ an táng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào chiều ngày thứ năm. Ký giả Mika Yamamoto, 45 tuổi, làm việc cho hãng thông tấn Japan Press, đã chết vì những vết thương bị trúng đạn trong lúc làm việc bên cạnh quân đội tự do tại thành phố Aleppo và trở thành người Nhật Bản đầu tiên đã tử thương tại Syria. Ông Sato cho biết ông ta và vợ đã bị quân đội Al-Assad bắn. Japan Press cho biết ký giả Yamamoto cũng đã từng làm việc tại những nơi đang có chiến tranh như Afghanistan, Iraq và Uganda trong 15 năm. Phúc trình của bà Yamamoto về chiến tranh Iraq đã được trao giải Vote UDA, là giải thưởng báo chí lớn vào hạng thứ nhì sau giải Pulitzer của Hoa Kỳ. Trong tháng 4 năm 2003, nữ ký giả Yamamoto đã suýt chết trong một vụ tấn công một khách sạn tại Baghdad. Cơ quan thông tấn Kyodo diễn tả nữ ký giả là một ký giả thu video tiền phong.